Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình địa phương. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện Bảo Yên để thấy được tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc ở xã Vĩnh Yên trong hưởng ứng phong trào xây dựng nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng thôn. Cuối chương trình là công tác chuẩn bị cho lễ hội Đền Bảo Hà năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo trong huy động sức dân làm nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng thôn, phong trào làm nhà văn hóa ở xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên đã phát triển mạnh mẽ. Thôn thôn, nhà nhà cùng chung tay góp sức xây dựng, trở thành điểm sáng trong toàn huyện Bảo Yên về huy động sức dân tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn bản. Đây là điệu hát khắp cọn, lưu giữ bao đời nay của đồng bào dân tộc Tày xã Vĩnh Yên, hát mừng trong lễ khánh thành nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, thôn Nậm Pạo, xã Vĩnh Yên. Nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng thôn Nậm Pạo được xây dựng từ ý đảng lòng dân. Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đúng dịp cả nước hân hoan, tưng bừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với tổng kinh phí xây dựng trên 168 triệu đồng. Trong đó, quỹ xây dựng nông thôn mới của xã hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại là do bà con dân bản, các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp xây dựng. Niềm mơ ước bấy lâu nay của bà con có nơi hội họp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã thành hiện thực. Bao nhiêu năm rồi chúng tôi cũng chờ đợi cái ngày hôm nay rồi, nhưng mà đến năm 2017 này bản Nậm Pạo chúng tôi mới thánh thành, mới xong được cái nhà văn hóa thì tôi rất mừng và rất cảm ơn xã, huyện và tỉnh giúp đỡ dân bản của chúng tôi được cái nhà văn hóa khang trang thật đẹp. Từ ngày xưa đời cha ông cô thì không thấy như thế này bao giờ. Hôm nay được cộng đồng, được nhà nước hỗ trợ, được Đảng, chính phủ quan tâm đến dân làng của cô thì cô cũng rất vui mừng và phấn khởi. Tại bản Khuổi Phường, xã Vĩnh Yên, bà con nhân dân nơi đây cũng đang vui mừng phấn khởi khi nhà văn hóa thôn hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng, trong đó quỹ xây dựng nông thôn mới của xã hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân đóng góp 103 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 150 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động của bà con dân bản. Đây là nhà văn hóa có quy mô lớn nhất so với các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Vĩnh Yên. Hôm nay đến thành nhà văn hóa thì tôi rất là mừng về bản đã làm được khánh thành được nhà văn hóa để cho dân bản có chỗ để. Năm 2015, xã Vĩnh Yên có chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các thôn đã tổ chức họp dân thống nhất, mức đóng góp phù hợp, công khai minh bạch, được bà con đồng tình ủng hộ. Đến nay, đã có 9 trong tổng số 17 thôn của xã Vĩnh Yên xây dựng được nhà văn hóa. Trong đó có 1 nhà sàn, 8 nhà xây cấp 4. Phải nói rằng là sau khi có nhà văn hóa thì bà con nhân dân có cái nơi khang trang sạch đẹp để sinh hoạt văn hóa văn nghệ và họp hành thì nhân dân rất là hài lòng ủng hộ. Mà hiện nay phong trào Vĩnh Yên thì chúng tôi cũng đang phải nói là đang tăng lên về cái phong trào xây dựng nhà văn hóa thôn bản. Trên cơ sở đó thì rút ra cái kinh nghiệm thì phải nói là huy động cái gì nó được sự đồng thuận, huy động được nhân ủng hộ thì đều làm được. Mặc dù đời sống của bà con nhân dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự năng động sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận nhân dân, phong trào xây dựng nhà văn hóa đã phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, từng bước góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đền Bảo Hà năm 2017 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, tức ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm Đinh Dậu với quy mô cấp huyện. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội Đền Bảo Hà năm 2017 đã được huyện Bảo Yên chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày khai hội. Lễ hội Đền Bảo Hà năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động, mang đậm dấu ấn văn hóa,
nhằm tưởng nhớ công lao thần vệ quốc Hoàng Bảy. Để đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công, huyện Bảo Yên đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ, xử lý nghiêm việc lợi dụng mùa lễ hội tăng giá, giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa trong lòng du khách đến với lễ hội. Ban quản lý di tích đền Bảo Hà đã tham mưu cho ban huyện phối hợp các ban ngành chức năng của huyện tiến hành chủ tu tôn tạo một số hạng mục phụ trợ của đền để phục vụ du khách được tốt hơn, như việc là chỉnh lại sân đền, hệ thống điện để an toàn cho du khách. Đặc biệt năm nay, năm 2017, khu vực cảnh quan của đền đã được giải tỏa nên cảnh quan được đẹp hơn, điều kiện phục vụ cho du khách được tốt hơn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông được lực lượng công an triển khai, tổ chức trực 24/24 giờ. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự từ các trục đường đến khu vực đền, lắp đặt thêm hệ thống camera đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến với đền Bảo Hà. Căn cứ vào cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an huyện thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong lễ hội đền Bảo Hà năm 2017. Thì trong đó thì chúng tôi sẽ tập trung vào ba cái vấn đề chính: một là cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; thứ hai là cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cái thứ ba là cái công tác phòng chống cháy nổ trong cái khu vực đền Bảo Hà. Thì đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi đã cử sử dụng tất cả các cái lực lượng và sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ, và trong cái phân công trinh sát cũng như là phần lực lượng công khai trong các cái ngày diễn ra lễ hội cũng như là các cái thứ bảy chủ nhật đông khách, thì chúng tôi có thể sẽ quy định cái tuyến đường cấm một chiều để đảm bảo các cái giao thông không xung đột, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong tất cả trong suốt cái quá trình diễn ra lễ hội. Chúng tôi thì thường xuyên tuần tra kiểm tra và đốc thúc công việc, nhắc nhở khách trông nom tài sản của mình là chính, còn cái việc bố trí cái lực lượng tại đền này thì chúng tôi cũng có phối hợp chỗ công an huyện, lực lượng chính quy cùng phối hợp với lực lượng bảo vệ và công an xã chia phân ban, ví dụ như là lực lượng chính làm công tác chuyên môn pháp lý là công an huyện, còn chúng tôi chỉ là cái lực lượng làm công việc ở đền và lực lượng hỗ trợ. Trước ngày khai hội đã có hàng vạn du khách thập phương đến dâng hương vãn cảnh nhà đền. Cảm nhận đầu tiên của nhiều du khách khi đến với Bảo Hà trong mùa lễ hội năm nay, đó là cảnh quan đền từ khu vực cổng đến khu vực trong đền được bố trí thông thoáng. Các dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn, viết sớ được niêm yết giá, thái độ phục vụ thân thiện với du khách. Mình đến đền này mỗi một năm phải đến 2 lần. Và đền này cứ mỗi một lần đến là, thứ nhất là ở đây cách thức tiếp đón rất là liềm lở và chu đáo, và cái giá cả ở đây rất là ngon lành. Cái thứ hai đó là ở đền này rất là chu đáo, cái thứ nhất là về cái việc tâm linh là rất là có một cái nhu cầu là tôi rất là thoải mái, rất là thoải mái, và mỗi một năm mà đền này khang trang và càng ngày phát triển nữa. Năm nay lễ hội đền Bảo Hà được tổ chức với quy mô cấp huyện. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng. Lễ hội đền Bảo Hà, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đã và đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị xứng tầm du lịch tâm linh Lào Cai, Tây Bắc. Trang truyền hình địa phương xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.